hai cô gái, một tài năng, một chuyên cần, cùng hướng đến một ngôi vị duy nhất. Nhưng mà lâu lâu mình cũng phải thay đổi hình tượng trưởng thành chứ. Có nhiều cách để chứng tỏ mình trưởng thành mà. Và cuộc chiến bắt đầu. Nếu không giao nộp 200 triệu, những tấm hình này sẽ được gửi tới công an. Nhưng một âm mưu khác cũng hình thành. Ông thiếu muối, tôi đã tìm thấy rồi, bắt mắt chân lên. Tệ Vest trân trọng giới thiệu bộ phim Sơn Ca Không Hát, 26 tập, đạo diễn Nguyễn Minh Cao, phát sóng ngày 8 tháng 7 năm 2013, lúc 17:30 trên kênh HTV9.